Tin giáo xứ Bình Hòa. Giáo xứ Bình Hòa bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ. Vào lúc 17 giờ 30 phút ngày 27 tháng 5 năm 2018, giáo xứ Bình Hòa cử hành buổi dâng hoa bế mạc tháng hoa kính Đức Mẹ cách long trọng tại đài Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ. Trong tâm tình yêu mến hân hoan tôn kính Mẹ Maria, toàn thể giáo dân cùng quy tụ đông đảo, hiệp thông cùng với giới hiền mẫu và các bạn giới trẻ, dâng lên Mẹ những điệu múa nhịp nhàng đơn sơ, cùng những đóa hoa tươi rực rỡ sắc màu, như thể hiện lòng tôn kính mến yêu của cộng đoàn giáo xứ dâng lên Mẹ Maria, bổn mạng giáo xứ. Ước mong mỗi người trong giáo xứ sẽ ngước trông lên Mẹ mỗi ngày, để thêm lửa yêu mến và cậy trông Mẹ, noi gương tín thác và vâng phục, lắng nghe và thi hành lời Chúa, chu toàn thánh ý Chúa như Mẹ trong cuộc hành trình đức tin nơi trần thế, để ngày sau cùng Mẹ hưởng phúc vinh trên trời. Buổi dâng hoa được khép lại vào lúc 18 giờ. Cộng đoàn cùng cha sở Phaolô kiệu Đức Mẹ từ đài Đức Mẹ vào nhà thờ để cử hành thánh lễ và nhận được ơn toàn xá do Đức Thánh Cha Francisco ban cách đặc biệt cho giáo xứ Bình Hòa trong dịp kỷ niệm mừng ngân khánh thành lập giáo xứ 1968-2018. Sau đó, cộng đoàn cùng bước vào thánh lễ do cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ sự vào lúc 18 giờ 30 phút.